Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 3, liên quan đến sự việc một thanh niên tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác một cán bộ công an huyện Long Thành. Cụ thể, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa, nạn nhân bị tử vong. Như BLO đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, theo giấy triệu tập, vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngày 26 tháng 3, lãnh đạo huyện Chợ Gạo Tiền Giang xác nhận, tối 25 tháng 3, một cán bộ xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo đã điều khiển xe máy khi trong người có nồng độ cồn và va quẹt với một xe máy khác. Người gây tai nạn và có nồng độ cồn trong máu được xác định là ông Nguyễn Bá Vương, phó bí thư đảng ủy xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Nam, bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tịnh An cho biết, lãnh đạo xã có nghe nói vụ việc này và đang chờ anh em báo cáo cụ thể như thế nào. Lúc tối, tôi có nghe đồng chí Nguyễn Bá Vương đi công việc gì đó rồi va quẹt xe. Bí thư huyện ủy Chợ Gạo, Tiền Giang, Nguyễn Hồng Hữu cho biết, lãnh đạo huyện Chợ Gạo đã nắm được thông tin và cho xác minh vụ việc cụ thể. Quan điểm của huyện ủy là xử lý nghiêm cán bộ theo mức độ vi phạm. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Chợ Gạo đưa ông Nguyễn Bá Vương đến trung tâm y tế huyện Châu Thành, Tiền Giang xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm, định lượng ethanol cồn trong máu của ông Nguyễn Bá Vương là 3,01mg trên 1ml máu, vượt ngưỡng trên 7,5 lần so với ngưỡng cao nhất 0,4mg trên 1ml. Cơ quan công an cho biết, với mức nồng độ cồn trong máu này, thì cơ quan công an sẽ xử phạt lĩnh vực giao thông là 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Nguồn tin báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng đã thống nhất điều chuyển công tác nữ thiếu tá Lê Thị Nờ, tên viết tắt công tác tại bệnh viện quân y 211, đến nơi công tác khác do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Liên quan vụ việc này, bệnh viện quân y 211 đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật về mặt đảng, chính quyền gửi đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 xem xét. Như đã đưa tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng đối với bà Lê Thị Nờ, 42 tuổi, ngụ tổ 8 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, do có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2, thời hạn 23 tháng. Cụ thể, bà Nờ điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699mg trên 1 lít khí thở, không mang giấy phép lái xe và không mang giấy đăng ký xe. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 11 phút ngày 29 tháng 2, công an thành phố Pleiku đo nồng độ cồn, phát hiện bà Lê Thị Nờ điều khiển xe ô tô 81A-323-33 mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Kết quả đo 0,699mg trên 1 lít khí thở. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố đã bố trí các tổ công tác tổ chức xuyên đêm xuyên Tết đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tối 13 tháng 2, cùng đi với tổ công tác trạm Cảnh sát Giao thông Ba Láng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, phóng viên Pháp luật Online ghi nhận có nhiều trường hợp người điều khiển xe máy có sử dụng rượu bia. Trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ luôn chấp hành nghiêm chỉ đạo cấp trên, xử lý vi phạm giao thông không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đơn cử, khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 2, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này có thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng. Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 72L713 có nồng độ cồn đo được là 0,883mg trên 1 lít khí thở. Làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ, người đàn ông này chỉ thông tin tên là Từ Thanh Tê, lãnh đạo ở trạm thu phí. Đồng thời, người này cho biết không mang theo bất kỳ giấy tờ nào, kể cả giấy phép lái xe,
không đồng ý ký biên bản và giao phương tiện cho lực lượng cảnh sát giao thông. Mặt khác, trong lúc làm việc với lực lượng chức năng, người này khoe bản thân quen với lãnh đạo của trạm cảnh sát giao thông Ba Láng, có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào. Để chứng minh, người vi phạm yêu cầu tổ công tác gọi trưởng trạm ra làm việc nhưng không được. Sau đó, người đàn ông tên T đã bỏ đi, không làm việc với lực lượng chức năng, không ký tên và biên bản vi phạm. Sau khoảng 30 phút vận động thuyết phục bất thành, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm đối với người tên T này gồm các lỗi: điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,883mg trên 1 lít khí thở, không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Hai trường hợp của anh NTM, quê tỉnh Sóc Trăng, điều khiển xe máy biển kiểm soát 65F1075, có nồng độ cồn đo được là 0,667mg trên 1 lít khí thở. Cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, anh M không xuất trình được giấy phép lái xe. Sau khi thông báo lỗi vi phạm, người này đề nghị được gọi điện thoại cho ai đó trước khi làm việc với lực lượng chức năng, chấp nhận đề nghị của người vi phạm. Tổ công tác chờ khoảng 15 phút rồi vận động, sau đó anh M đã đồng ý ký tên vào biên bản vi phạm. Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Ba Láng còn tổ chức kiểm tra hành chính đối với các phương tiện. Qua đó phát hiện một số trường hợp vi phạm lỗi phương tiện quá hạn đăng kiểm, không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực. Cụ thể, dừng ô tô biển kiểm soát 68E000, kiểm tra tài xế M ngụ tỉnh Kiên Giang điều khiển phương tiện không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, qua kiểm tra hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện giấy đăng kiểm đã quá hạn nên lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe. Lý giải cùng lực lượng làm nhiệm vụ, tài xế cho biết quên việc năm 2023 nhuận một tháng, do đó đã sơ sót trong việc đưa phương tiện đi đăng kiểm. Do đó, tài xế mong lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác đã khẳng định không thể bỏ qua lỗi vi phạm. Sau đó, trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm, tài xế tiếp tục nài nỉ mong các cán bộ chiến sĩ cho lấy giấy phép lái xe. Tuy nhiên, tổ công tác đã phân tích, giải thích và thuyết phục tài xế ký vào biên bản vi phạm. Bình Dương, một cô gái dùng chiêu ve sầu thoát xác để né đo nồng độ cồn. Liên quan đến công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, cũng tại Bình Dương, vào đầu tháng 3, một sự kiện dở khóc dở cười đã xảy ra khi một cô gái dùng chiêu ve sầu thoát xác để né đo nồng độ cồn. Trước đó, ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã vừa đồng loạt ra quân xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt về nồng độ cồn. Được biết, ngoài cảnh sát giao thông còn nhiều lực lượng khác phối hợp để xử lý các vi phạm và phòng chống các loại tội phạm. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, lập chốt đo nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường, bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 đến khi có chỉ đạo mới. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, việc tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm về giao thông là công tác thường xuyên. Tuy nhiên, trong đợt ra quân thực hiện chuyên đề lần này, sẽ đẩy mạnh đo nồng độ cồn. Cũng theo vị lãnh đạo này, việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì thế, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung vào việc đo nồng độ cồn để nâng cao ý thức của người dân, từ đó kìm giảm tai nạn giao thông. Cụ thể, đêm 9 tháng 3, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là về nồng độ cồn. Lực lượng tuần tra với hàng chục cán bộ chiến sĩ gồm nhiều lực lượng, cảnh sát giao thông, hình sự, ma túy, cơ động được chia làm 2 tổ, chốt chặn tại 2 tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Theo ghi nhận, chỉ sau khoảng hơn 1 giờ lập chốt kiểm tra về nồng độ cồn, đã có hàng chục người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, bị lập biên bản xử lý. Đáng chú ý, có 2 cô gái trẻ điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt khung tối đa hơn 0,6mg trên 1 lít khí thở. Trong đó, có một cô gái khi bị lực lượng công an phát hiện có nồng độ cồn và tiến hành kiểm tra lần 2. Cô gái đã tráo đổi người bạn ngồi phía sau để đo nồng độ cồn thay mình nhưng bị lực lượng công an phát hiện. Tiếp tục đo nồng độ cồn, tổ tuần tra phát hiện một người đàn ông chở theo con nhỏ cũng có nồng độ cồn. Làm việc với tổ tuần tra, người đàn ông này cho biết mới đi đón con nhỏ từ nhà trẻ về. Trước khi đi đón con đã nhậu một chút.
Trong khi làm việc lập biên bản, lực lượng công an cũng giải thích về mức độ nguy hiểm khi đã sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là khi chở con nhỏ sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và cháu nhỏ. Thời điểm lập chốt kiểm tra, nhiều người phát hiện chốt kiểm tra đã quay đầu bỏ chạy nhưng đều bị lực lượng công an phát hiện kiểm tra. Theo đó, tất cả các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua chốt đều phải kiểm tra nồng độ cồn. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.